Xin chào mọi người đã quay trở lại với cùng mình nha. Trời ơi, hôm nay mọi người xem cái clip này là chắc là mọi người cũng đang ở trên trường đúng không? Có người thì sẽ về rồi, có người thì sáng nghỉ nhưng mà chiều học nó cũng hết lễ rồi đúng không? Thời gian trôi qua rất là nhanh. Chưa gì các bạn thấy thứ hai, thứ ba, thứ tư. Rồi chưa tính là thứ bảy chủ nhật. Đấy, tính ra là nghỉ gần đâu 5 ngày, gần cả tuần luôn rồi. Khác gì nghỉ Tết đâu. Giờ chúng ta lại quay trở về với những ngày học. Nhưng mà chúng ta lại học bao lâu đâu. Học ngày thứ năm, thứ sáu, khéo sáng thứ bảy lại nghỉ tiếp rồi. Ui ôi. Đấy, không phải là các bạn được nghỉ nhiều các bạn sung sướng đâu. Các bạn càng nghỉ nhiều các bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác những ngày thi cuối kỳ nó càng nhanh luôn. Ôi, bác sĩ yesterday. Đã ghét bác sĩ rồi còn mặc thêm yesterday. Đợt vừa rồi không có bán lại. Nhưng mà cũng rất là vui không bán lại đỡ tốn đá. Và tất nhiên là bác sĩ là một trong những nhân vật mà mình hay bảo mọi người là chôn sống không cho đẻ trứng. Nếu mà cứ thả ra lại là đầy máu. Thế cho nên là phải ưu tiên hàng đầu đúng không? Mình đập nó. Đấy, mọi người thấy không? Chưa gì đã hiêu xong bắt đầu muốn lên tàu nên khổ. Ui giời. Hôm nay mình sẽ chơi nhân vật Spider, một nhân vật nhện rất là đỉnh cao về cái khoản gọi là khống chế về tốc độ di chuyển cũng như là tăng tốc thêm về những cái như là tương tác với địa hình. Bên đây gặp màu. Thôi, chắc là mình sẽ phụ bà cá đi. Giờ nhiều thứ xử lý quá. Xung quanh toàn là mấy con mồi ngon mà không biết nên đuổi đứa nào. Đặc biệt là bác sĩ nó lại hiêu đầy rồi mọi người thấy không? Bởi vậy cho nên là không có bắt nó là không được. Đấy, em gái. Ô, bấm lộn. Trận đấu này thì mình sẽ mang phấn khích. Mặc dù là cũng không có nhiều cái sự counter về súng sọ hay gì lắm. Nhưng mà cơ bản là mình cũng cần phải mang ha. Nhưng mà nói chung thì mọi người cảm thấy hợp với cái bổ trợ nào thì mình sẽ lên bổ trợ đó thôi. Mà ai dạy đi qua vòng xanh vậy trời. Mình cũng có thể cai tiếp được mà. Đi qua vòng gì lại gục. Còn bút thêm điểm cho mình nữa. 225 điểm này. Phá cái vòng đi 100 điểm nữa. Quá đẹp luôn. Mình sẽ múc bang chỉ mù luôn nha. Bạn cá chắc về cam tù nhân rồi. Tương lai chỉ nhẹ được búp. Chắc là qua mùa mới nên là cũng đang rất là mong chờ xem có cái gì hot không. Đúng không? Thả tên. Trời ơi, con bồ mà gặp con nhẹ thì đúng tới số rồi. Để phá cái ba led để kiếm thêm tiền mua thuốc. Ở trong tuần này thì nhân vật nhẹ, đặc biệt là cái skin cầu của lính thuê đấy. Nó tối ưu hóa thêm cái phần kim loại. Thả tên, giỡn mặt hả? Cái phần kim loại đó có thể làm mờ. Mà mình thấy cái bộ trang phục đó nó nổi bật nhất là cái phần đấy. Mà khổ cái là cái đít nó nhỏng ben quá. Đâm ra là hơi cao so với những cái bộ trang phục kia bình thường. Thì vì vậy là họ muốn làm mờ đi. Mà tôi thấy nguyên một cái set chỉ nhện được ốt. Được mỗi cái đống đó thôi mà không ngờ bảo fit đi, làm mờ đi. Nhưng mà nói chung thì cái đấy tùy gu mỗi người thôi. Như mình đây thì chắc là mình sẽ không có tắt. Xíu nữa mình sẽ làm về cái clip về cái bộ trang phục đấy cho bạn cùng xem sau. Hôm nay mình cũng chuẩn bị đi học rồi đó. Tối nay là 5 giờ rưỡi. Mọi người xem clip này là tối nay 5 giờ rưỡi đó. Trời ơi. Học nữa, học mãi đó. Học forever and ever đó. Bay chưa? Bà mù được cứu rồi kìa. Đây, lại là yesterday. Không đập là không được. Đấy, mọi người thấy không mọi người? Đã thế là đuổi luôn. Chạy nhanh lên. Cô gái đến từ Châu Lục. Bây giờ nếu như mà mình thả bạn này ra, lát nữa mình lại đuổi lại từ đầu. Nhân vật này nó khó chịu ở là cái chỗ đó đó. Thả tên. Trời ơi, tôi không có sợ ván đâu. Tôi lên full điểm là choáng ván rồi. Không cũng sợ nha. Má nội này gớm quá. Nhổ nước miếng.
Chưa đầy một tháng nữa là sẽ bắt đầu mùa mới. Và lúc đấy là sẽ xuất hiện những cái phụ kiện mới, đặc biệt là của thằn lằn. Tất nhiên là phụ kiện S thì nó sẽ có rất là nhiều hiệu ứng đúng không? Thằn lằn ra cũng lâu đời lâu kiếp rồi đó. Và có lẽ là đây là cái phụ kiện đầu tiên. Sao mà đập luôn robot? Kiếm đi à mọi người à? Nữ điều phối. Chào bạn. Tại sao vậy trả lời? Cai nhện đập ván cũng không xong mà không đập ván cũng không xong. Nó đi nhanh quá nhanh. Nhưng mà chắc chắn là mình sẽ nhốt bạn này vào trong tơ cho đẹp, cho khác người chút. Rồi đi sang kia để cam bác sĩ. Con nhỏ đó mà thả ra lát lại đầy máu. Nên là lý do lúc nào chả thế, cũng phải đập nó, bong bong cái đầu nó. Thả tên. Cảm giác mà đập được bác sĩ nó sướng á mọi người. Giống như kiểu là mình đạt được một cái mục đích gì đó lớn lao lắm. Không thả nó là rất là phiền. Lại còn mặc xét tới đây. Đợt rồi mình cứ nghĩ là cái bộ trang phục này sẽ được mở bán, nhưng mà không ngờ là không được bán. Nhưng mà không sao, nếu mà năm nay nếu mà năm nay không được bán thì có khả năng là năm sau có cái sự kiện vốt khéo khéo để quay trở về. Không mua được cái bộ trang phục này thì mình sẽ để cái cơ hội đó cho những cái bộ trang phục khác, sau đó mình cày sau cũng được. Cứ sang mùa mới thì mình sẽ được rất là nhiều đá đến từ ranh, đến từ những cái quả trái cầu mình đập đấy. Chưa kể tới là trong cái cầu ranh đấy thì mình còn mở ra được những cái miếng đổi khung nữa đúng không? Một cái miếng đổi khung đó là mình được 200 điểm, 200 đá. Quá là ngon luôn. Nhưng mà tạm thời cảm giác rất là vui nhá. Múc bang được nhỏ bác sĩ rồi. Sướng, sướng, sướng rân luôn á. Trời ơi, không có đuổi nó là lát nó đầy máu là mệt. Thôi, đi ca phụ bắn cá thôi. Chơi bời bên đó đủ rồi, đúng không? Mình nên chuyển sang những khu vực nào thích hợp với mình hơn. Nó suitable đó, Trời ơi. Em tiễn vong con top 1 xong, giờ em sẽ tiễn vong con top 2 cho quý vị vừa lòng. Khát nước miếng. Trời ơi, thán tên. Trời ơi. Một cú va chạm mạnh đến từ cái chân của chị nhện khều đúng chỗ ngứa của nữ chủ tế, chị ấy đã ngã xuống. Ôi không, chị nhẹ đã vác cô ấy xuống hầm. Thật là ác độc. Trời ơi, cô ta đang vùng vẫy. Rất tiếc, chị nhẹ quá nhanh, quá mạnh, quá nguy hiểm. Đôi khi em làm clip mà em ngại em xem lại luôn. Kiểu .. Mình cũng không biết mình nói kiểu gì. Đối với những cái nhân vật mà sử dụng năng lượng như thế này thì thật sự không phải gu của mình, kiểu mình hay sử dụng hoang phí lắm. Mọi người xem những cái clip mà họ chơi pro player, họ chơi rất là tiết kiệm nha. Họ chơi tiết kiệm một cách gọi là có chủ đích luôn á. Đến khi mà họ xả ra là xả cái nào là hit cái đó. Nhiều bạn hay là ngay cả bản thân mình đi, chơi cứ xả liên tục đến khi cần đâu có mà dùng đâu. Nghĩ tới nghĩ lui để đuổi soạn nhạc. Chính vì vậy là chơi mấy nhân vật mà kiểu năng lượng này không hợp với mình. Xong rồi còn thêm bon bon với Galati nữa. Đó, hai má nữa đó. Có bom có tượng là xả. Đấy, cứ đến lúc mà mình cần thì không có. Đấy, mọi người thấy không? Vậy cho nên khổ lắm. Thôi, mình biết bạn khen mình rồi, mình ngại lắm. Nhưng mà mình đuổi bạn này đã. Ô, đi thẳng luôn à. Mình đã không sợ ván rồi. Tại có phấn khích á, không có gì phải ngán cả. Hay nhờ, dính tơ quá trời ấy mà cay ghê thiệt chứ. Khạc đâm. Từ từ, cái này dính tường. Thụt. Ôi ôi, banh xác liền. Nãy còn tưởng một máy là thua tới nơi rồi đó, nhưng mà không ngờ.
Và mọi người đừng chuyển kênh nhé, mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa về cái bộ trang phục được tối ưu hóa trong tuần này cho bạn cùng xem nhé. Không nhớ skin tên gì nữa để mình lục lại cái tên. Và đây là cái bộ trang phục phép chiếu gì? Mercator. Hôm nọ mình có nói mọi người là cái phép chiếu này áp dụng trên bản đồ địa lý đấy. Thế mọi người xem cái thân hình của chị Nhẹ này. Mọi người thấy có rất là nhiều cái miếng kim loại ở xung quanh thì có thể làm mờ nó, nhưng mà trời ơi, đẹp là nhờ cái này mà kêu đi làm mờ thì còn gì tương lai của cái bộ trang phục nữa đúng không? Ai, quá đẹp. Trận đấu này gặp hai đi cốt đơ luôn, ngán dã man. Gì mà dô lớn. Ông nội đó mà đập một cái là tôi nói mọi người luôn là ngủ một giấc 7-7-49 mùa thu không tỉnh, đúng không? Sợ quá, sợ ghê luôn. Mà cũng hiểu lý do vì sao. Mới cái gì? Mới Logic Pass mùa này là cao bồ rồi. Sang cái gì? Sang mùa sau phụ kiện A cao bồi nữa. Trời ơi. Mà mình nghĩ đối với cái bộ trang phục Logic Pass thì chắc là phụ kiện nó cũng sẽ có màu tương đồng như thế thôi. Trời ơi, đi nhanh quá, nhưng mà nhanh bằng tôi không? Gặp ngay cái bạn kia. Soạn nhạc, xuống hầm nha. Trời ơi, hên quá. Bạn ấy biết là sẽ đi ra khỏi khu vực hầm đấy, nhưng mà I'm sorry. The spider can come to the phone right now. Trời ơi, cái skin nó đẹp là nhờ mấy cái miếng sắc sắc này á. Làm mờ đi thì còn gì giá trị skin nữa, nhìn không rõ. Nhưng mà với cái nhân vật Percy á, mọi người thấy không, cái bình nó bự dã man, che hết tầm nhìn, không có tắt mờ nó đi là không được. Đấy, mọi người cai, mọi người biết cái hầm thì mọi người né ra nha. Chứ bây giờ mà xuống hầm rất là khó cứu. Đối với Nhẹ thì cũng không có gì gớm lắm, nhưng mà khổ cái tốc độ di chuyển nó quá gớm. Nó dính tơ vào nữa. Nhất là mấy cái bạn mà chơi Mechanic này, mù này, ui dồi. Xong rồi còn thêm tiên tri nữa. Dùng càng nhiều cú xong dính tơ vào đúng kiểu như là em bé tập đi ấy. Clét, nhìn thương lắm. Ủa thế không ai cứu luôn à? Ủa, cũng đúng thôi chứ ai cứu nổi nữa giờ. Giờ trời cứu không? Giờ chỉ có trời cứu. Thả tên. Trời ơi. Úi. Trời ơi. Ê, tính ra thả hai cái bạn giải máy nhìn ghê nhờ. Còn có hai máy. Một máy. Úi dồi ôi. Khổ ghê. Ôi ôi, ông đu cái gì đấy? Bà là bà nhìn cháu đu dây mà bà cũng bực cả mình. Hai đứa mình là người nhện đó. Mình là nhện chưa thành người thôi. Còn bạn này là người thành nhện rồi. À lộn, nhện thành người rồi, cũng đu đu rồi đó. Ngày xưa cái bộ phim người nhện do cái diễn viên gì đóng, cái phần mới ra đấy, hay, công nhận hay thật. Giờ ra 7-7-49. Mà tôi thấy giờ phim, nhiều phim giờ lạm dụng kỹ xảo dã man. Uệ. Ông kia ông còn ngồi đó, ông rặn tơ cái gì đấy. Trời ơi, khổ ghê vậy đó. Đập luôn nha. Bây giờ mà tù nhân đi cứu bệnh nhân thì có khả năng cao là sẽ đi heal đấy. Mình thì đang để dành bổ trợ đây. Vui chơi mà không quên nhiệm vụ là phải cam máy. Không khổ. Ôi giời. Ê, hai cái tôi với bạn đó cái bộ skin cũng cùng đợt nè. Nhìn hai đứa hợp nhau ghê. Lên ghế nha. Thương lắm mới cho lên ghế đấy. Rồi, về cam thôi. Không có đủ tài năng nữa rồi. Ôi biết. Lúc mà mình mới mượn được cái bộ trang phục này mình chơi á, thì thật sự cũng rất là sốc, kiểu đít cứ nhỏng nhỏng lên, đâm ra là nhìn cái dấu chân của mấy bạn survival này khó. Nhưng mà chơi quen rồi cảm giác được. Trời ơi, chịu khó đảo cam xuống dưới một xíu. Nhưng mà cái gu của mình chơi là mình hay đảo cam
cao cao để nhìn bao quát hơn. Nhiều khi có cái bạn này bạn kia bạn ấy núp xung quanh thì mình còn biết mình kiếm. Một khổ cái skin này nó lại như thế này, đâm ra là mình không đảo cam hết mức được. Ôi ôi, Spider-Man thành người. À, ôi, hay quá. Bạn kia vô đi cốt đúng không? Nằm đó. Giờ cho vàng chắc cũng dám ra cứu tù nhân đâu. Ủa đâu rồi? Ở đây nè. Tính ngỡ ra cứ tưởng một máy là xong game rồi, là thua là hòa gì đó, nhưng mà chưa. Nói chung là có số hết rồi luôn. Này mới đi coi bói xong, thầy bói bảo cứ chơi nhẹn đi, mày có clip đấy. Thế là lấy hứng chơi luôn. Úi giời ơi, không biết nhẹn chuẩn bị được búp cái gì nữa thật sự. Nếu mà mình thấy là búp nhẹn thì nên búp về cái khoảng tơ hồ nhanh xíu. Mình thấy tơ dùng nhỏ giọt quá. Mặc dù là cũng có búp là tơ dùng cũng không được nhiều như trước rồi, nhưng mà tôi thích tơ kiểu nó hồi nhanh lên xíu, tơ này hồi hơi lâu để mình bọc cái xung quanh này lại. Bạn nào mà bước vô cái máy này mà sửa một cái ha là tôi nói hả, báo động liền. Ủa rồi tự heal chi má cho uổng vậy, mình su gân đờ đi được không cho nhanh. Ôi, hai cái bộ trang phục đẹp quá. Nguyên cái con thủy quái đó, gọi là con mực, con bạch tuộc à. Ôi, nó đang nhấn chìm cái tàu xuống đại dương kìa mọi người thấy không? Gì chứ mình sợ biển lắm nha. Tôi xem mấy cái clip mà người ta chế trên TikTok, người ta không biết tạo bằng cái công cụ phần mềm gì mà nhìn tạo ra toàn mấy con thủy quái lắm mắt lắm mồm cho người lâu lâu ấy. Cào uồm lên cái nhìn giật hết cả mình. Nước mắt em rơi thì trò chơi kết thúc. Hóa đá. Quá đẹp mọi người ơi, thật sự đẹp dã man luôn. Và mình cũng sẽ kết thúc video clip đây nhé. Hoặc là mọi người vào video lần sau. Đó, giờ em chuẩn bị đồ các thứ, em chiều em đi học ôn bài nữa. Trời ơi, 40 cái từ vựng kinh khủng, đau hết cả đầu lên này.